Này thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển muốn vào sơ tịnh lự, cho đến tịnh lự thứ tư thì có thể vào tùy ý. Đại Bồ Tát này, tuy vào tịnh lự thứ tư nhưng không thọ quả đó, vì muốn lợi ích an vui các hữu tình nên tùy sự giáo hóa mà thọ thân, tức tùy theo sở nguyện đều có thể giáo hóa. Sau khi làm những việc cần làm rồi thì xả bỏ ngay, thế nên tuy có thể vào các tịnh lự nhưng không theo thế lực đó để thọ sanh. Vì hóa độ các hữu tình nên sanh trở lại cõi dục, tuy sanh nơi cõi dục nhưng không bị nhiễm dục. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng quý danh tiếng, không đắm trước tiếng khen. Đối với các hữu tình, tâm không sân giận, luôn giúp họ được lợi ích an vui. Đến đi ra vào, tâm không tán loạn, oai nghi tiến rừng, thường trụ chánh niệm. Vì các hữu tình nên mặc dù Bồ Tát ở tại nhà, nhưng trong ấy tâm không tham đắm. Tuy hiện thọ dục, nhưng tâm chán sợ, như qua đường nguy hiểm, tâm thường sợ hãi. Tuy có ăn uống mà lòng lo sợ chẳng yên, chỉ nghĩ lúc nào cho ra khỏi hiểm nạn này. Tuy hiện thọ dụng các thứ của cải, nhưng ở nơi đó không sanh tham ái, không tự nuôi sống bằng việc phi pháp, bất chánh, thà tự hy sinh chứ không hại người khác. Vì sao? Vì các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, là bậc tôn thượng trong loài người, thiện sĩ trong loài người, quý tộc trong loài người, châu chúa trong loài người, hoa sen trong loài người, voi chúa trong loài người, sư tử trong loài người, hùng mạnh trong loài người, điều ngự trong loài người, anh kiệt trong loài người. Vốn vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình nên hiện ở nơi nhà để dùng phương tiện làm lợi ích, đâu vì đời sống của chính mình mà xâm phạm phương hại đến người khác. Vì sao? Các Bồ Tát này đã nắm giữ phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, có thần vương dược xoa, cầm kim cương thường theo hộ vệ nghiêm mật hai bên, không để cho những người chẳng phải người vân vân dùng oai lực tà mị làm tổn hại thân tâm họ. Nhờ nhân duyên này nên các Bồ Tát cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thân tâm thư thái, thường không rối loạn, đủ tướng trượng phu, các căn viên mãn, tâm hành điều thiện, thường tu tịnh mạng, không hành huyễn thuật, xem tướng tốt xấu, chú cấm thần quỷ, pha chế thuốc thang, dụ gạt người thấp hèn, kết thân với người giàu sang, khinh ngạo thánh hiền, thân cận nam nữ, không vì danh lợi mà khen mình chê người, không vì tâm nhiễm ô mà liếc ngó giỡn cười, giữ giới thanh tịnh, chí tánh thuần hậu ngay thẳng. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, đối với văn chương kỹ nghệ của các thế gian, tuy được tài ba lỗi lạc nhưng không tham đắm, vì đều là hàm chứa lời tạp uế tà mạn, đạt tất cả pháp bất khả đắc. Đối với những sách luận bàn về thế tục ngoại đạo, tuy cũng biết giỏi nhưng không say đắm, vì đạt được bản tánh không của tất cả pháp. Các sách luận của ngoại đạo thế tục bàn nói nhiều sự lý có thêm bớt, còn đạo của Bồ Tát không tùy thuận như vậy. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, còn có các tướng trạng khác nữa, ta sẽ phân tích giảng nói cho ông rõ. Nghĩa là Bồ Tát đó thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đạt các pháp đều không, nên chẳng ưa quan sát luận bàn các việc như việc vua, việc giặc, việc quân trận, việc chiến đấu, thành ấp xóm làng, các loại xe ngựa, voi, y phục, ăn uống, giường nằm, hương hoa, nam nữ, xấu đẹp, vườn rừng, ao hồ, núi biển, vân vân. Bồ Tát chẳng ưa quan sát luận bàn việc của dược xoa, la sát bà, vân vân, các việc của quỷ thần, chẳng ưa quan sát luận bàn việc đường xá, chợ quán, lầu gác, buôn bán, vân vân, chẳng ưa quan sát luận bàn việc múa hát, âm nhạc, điệu bộ, giỡn cười, vân vân, chẳng ưa quan sát luận bàn việc cồn đảo, cầu cống, thuyền bè, vàng ngọc, vân vân, chẳng ưa quan sát luận bàn việc trăng sao, mưa gió, lạnh nóng, tốt xấu, vân vân, chẳng ưa quan sát luận bàn việc những loại pháp nghĩa trái nhau, văn tụ, vân vân,
chẳng ưa quán sát luận bàn việc tương ưng phàm phu thanh văn độc giác, chỉ ưa quán sát luận bàn việc tương ưng bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này thường không xa lìa tăng ý tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, chẳng ưa chống trái hòa vui với sự tranh tụng, thường mong chánh pháp không thích phi pháp, thường mến hộ bạn lành chẳng ưa bạn ác, thích phát ra lời chánh pháp xa lìa lời phi pháp. Muốn thấy Đức Như Lai vui mừng chúng xuất gia, trong cõi nước mười phương có Đức Phật Thế Tôn giảng nói chánh pháp yếu.